trong chương trình là ghi mục sư Lê Minh Đức, nhưng mà ngày hôm nay, sáng hôm nay là ông đã đang ở Hà Nội, ông sẽ lo công việc chùa Việt Chúa trong mùa Giáng sinh ở tại Hà Nội. Sáng hôm nay tôi được đến đây để cùng chia sẻ lời Chúa với anh chị em. Cảm ơn Ngài. Trước khi chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa thì xin chúng ta đến với Chúa lời đỡ. Cùng chúng con hallelujah, cảm ơn Ngài vì Ngài là Cha đời đời, là Chúa bình an cho chúng con. Cảm ơn Ngài vì đang khi thế giới trong sự tối tăm, trong sự sợ hãi, trong sự buồn bã lo âu, thì Chúa Giêsu đã đến, và lời Chúa nói rằng ta đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Và cảm ơn Ngài đang khi chúng con bị hư mất dưới quyền của Satan, bị khốn khổ, bị xiềng xích trói buộc, thì Chúa Giêsu đã đến và bẻ gãy mọi xiềng xích ra khỏi đường đời chúng con, và Ngài ban chúng con sự tha thứ, làm cho chúng con trở nên con cái của Đức Chúa Trời, và khiến cho chúng con được tạ ơn Ngài, hầu việc Ngài, rao giảng tin mừng của Ngài nữa. Cảm ơn Chúa về mọi sự thay đổi Ngài đã làm cho liên hạnh thương tín cách đây bao nhiêu lâu, và mỗi ngày Chúa còn làm hơn nữa. Và xin Chúa tiếp tục phục hồi, kêu gọi tất cả những anh chị em đã bị sa sút lui đi đều được trở lại trong nhà của Chúa. Vì chúng con biết rằng Chúa hứa rằng Ngài yêu thương ai trong thế gian này, Chúa Ngài yêu thương cho đến cuối cùng, Ngài không hề thay đổi. Xin Chúa Ngài ban tấm lòng mới cho chúng con, để chúng con sẽ trung tín bước đi theo Ngài, vì không một ai giống như Ngài. Rồi lời Chúa nói rằng Đấng yêu chúng con đã lấy huyết Ngài rửa sạch mọi tội, và làm cho chúng con được trở nên thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, thuộc về vương quốc Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng con không bị lôi cuốn bởi điều gì của thế gian này, nhà xe đất ruộng tiền bạc, nhưng cho chúng con giữ lấy linh hồn mình, vì đó là điều quý báu nhất để chúng con bước đi gian này. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, và chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cùng đứng lên với tôi một lần nữa, chúng ta sẽ tuyên đọc lời Chúa trong chủ đề của mùa Giáng sinh năm nay. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta dỡ ra trong Ê-sai đoạn 9. Chúng ta sẽ cùng đọc từ câu 5 cho đến câu 6. Ê-sai đoạn 9 từ câu 5 cho đến câu 6. Xin chúng ta cùng đọc. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đến trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là Đấng Hạ Lùng, là Đấng Muôn Lượng, là Đức Chúa Trời Viên An, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sáng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Amen. Cảm ơn Chúa đã xin chúng ta đồng hồn. Tôi xin đọc lại lời Chúa ở đây một lần nữa. Chủ đề của năm nay cho mọi thánh Chúa khắp nơi là Chúa bình an. Nhưng chúng ta sẽ thấy rằng Chúa được gọi rất nhiều danh xưng, và những danh xưng đó được nêu đến ở đây. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Muôn Lượng, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài sẽ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặt làm cho nước bền vững, lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến bao lâu? Đời đời, đời, đời.
và lòng thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Amen. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang bước theo một đấng công bình, một đấng yêu thương, một đấng vô luật, một đấng mà Kinh Thánh đã nhắc đến mọi Giáng sinh của Ngài đây. Đến mùa Giáng sinh thì có nhiều nơi có sự vui mừng, nhưng mà ta vui mừng vì có cây Noel, vui mừng vì có ông già Noel, rồi vui mừng vì có quà, vui mừng vì có tiền. Nhưng mà tất cả mọi điều đó Kinh Thánh không nói. Nhưng mà Kinh Thánh nói chúng ta vui mừng vì sao? Vì có một con trẻ đã được thành. Con trẻ đó chính là con một của Đức Chúa Trời, và Ngài ban cho chúng ta. Con trẻ đó chính là gia tài của chúng ta. Và Ngài không phải chỉ là em bé khi mà Ngài đến trần gian ở chuồng chiên mắng cỏ, nhưng mà Ngài là đấng lạ lùng. Danh của Ngài được gọi là đấng lạ lùng, đấng vô luật, Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Nếu chúng ta dành thời gian để chúng ta học với nhau từng danh xưng của Chúa thì bao nhiêu ngày cũng không đủ. Nhưng mà trong giới hạn của sáng hôm nay, chúng ta chỉ học về danh xưng của Ngài là Chúa bình an. Trong nguyên bản tiếng Hebrew còn gọi là Ngài là Hoàng tử của sự hòa bình. Hoàng tử của sự hòa bình. Chúng ta thấy thế giới ngày hôm nay có hòa bình chưa? Nên đất nước thế giới ngày hôm nay, chúng ta nghe tin tức nhiều nơi nhiều chỗ có đánh nhau, nhiều nơi nhiều chỗ có động đất, nhiều nơi nhiều chỗ mất mùa đói kém. Và trước đây khi đất nước chúng ta chưa hòa bình, chúng ta có khổ sở không? Và ngày hôm nay chúng ta được hòa bình, chúng ta thấy phước hạnh để bắt đầu xây dựng lên. Nhưng mà khi Chúa Giê-xu đến thì Ngài nói rằng Ngài là Chúa hòa bình, Chúa của sự hòa bình, Chúa của sự bình an. Và bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta có cần bình an không? Ông bà anh chị em với tôi có cần bình an không? Cần bình an. Khi chúng ta sống trong cuộc đời ngày hôm nay, từ ngữ chữ sợ hãi, bất an lần đầu tiên được nhìn thấy trong Kinh Thánh là ở trong Sáng Thế Ký, sau khi Adam mất tuân lời Chúa ăn trái cấm thì ông bắt đầu trốn Chúa. Và khi ông trốn Chúa, buổi chiều Chúa đến trong vườn, Chúa hỏi Adam, Adam, ngươi ở đâu? Thì ông ấy, tôi nghe tiếng Chúa, tôi bèn sợ. Ông sợ, ông rút mình vì biết rằng mình đã lỗi lầm rồi. Tại sao ông sợ? Tại sao sợ? Vì ông đã phạm tội với Chúa, đã không nghe lời Chúa, nên ông bắt đầu sợ. Loài người chúng ta bắt đầu sợ hãi bất an khi chúng ta phạm tội. Ông bà anh chị em chúng ta ở đây có từng bao giờ mình đã kinh nghiệm sự sợ hãi, sự bất an chưa? Khi mà chúng ta phạm một cái lỗi nào đó, bây giờ ví dụ các bạn trẻ này, nếu buổi tối đi về nhà, đi qua rừng cây tối và mình thấy ít người, chúng ta có thấy sợ không? Và lớn lên một chút, chúng ta phải lo lắng gia đình, lập gia đình, rồi không có đủ tài chính để lo cho cả gia đình, chúng ta có sợ không? Sợ thiếu. Bây giờ sợ bóng đêm, sợ thiếu tiền. Rồi lớn lên nữa, tất cả chúng ta ở đây có độ tuổi lớn, độ tuổi trung, độ tuổi trẻ, chúng ta còn sợ gì nữa? Có sợ bệnh tật không? Chúng ta sợ bệnh tật, sợ ăn trúng đồ ăn có hóa chất, sợ hãi. Rồi có sợ chết không? Còn sợ chết nữa. Nhưng mà vì vậy nên khi Chúa đến thế giới này thì Chúa nói là ta là Chúa của sự bình an. Và chúng ta đã kinh nghiệm bình an khi nào? Ông bà anh chị em có còn nhớ kinh nghiệm bình an khi nào không? Sư Tư ở đây trả lời, chúng ta kinh nghiệm bình an
khi chúng ta đến với Chúa và tin. Nhưng nói chính xác hơn là khi chúng ta đến với Chúa và ăn năn tội của mình và xin lỗi Chúa, xin Ngài tha thứ và xin Ngài ngự vân, thì bây giờ chúng ta kinh nghiệm điều gì? Sự bình an. Ai trong chúng ta đã từng làm điều đó rồi? Cảm ơn Chúa. Có ai chưa làm không? Tôi thấy có nhiều bạn chưa làm phải không? Bước để chúng ta kinh nghiệm sự bình an của Chúa là chúng ta đến với Chúa và chúng ta nói rằng: Chúa ơi, con có tội, con cần sự tha thứ thế này. Vì Chúa Giêsu đã chết thay cho chúng ta chưa? Ngài đã sống lại chưa? Rồi. Và bây giờ món quà cứu rỗi Ngài ban cho chúng ta là gọi là ban cho các dân không, không đòi tiền, không đòi giá. Chúa mời chúng ta hãy đến, hãy đến để nhận lấy nước các dân không, nhận lấy sự cứu chuộc các dân không. Nhưng mà phần chúng ta thì làm gì? Đến với Chúa và nhận lỗi của mình. Và Chúa nói rằng: nhưng hễ ai đã xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để làm gì? Tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Mỗi chúng ta ở đây có muốn được bình an không? Nếu chúng ta muốn được bình an thì bước đầu tiên của chúng ta là đến với Ngài, nhận tội của mình, xin Ngài tha thứ. Và bây giờ Kinh Thánh nói rằng: bởi sự sửa phạt của Ngài chịu, chúng ta được gì? Được bình an. Bởi lằn roi Ngài, chúng ta được lành. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an. Chúng ta hãy đọc tiếp ở trong cái câu Kinh Thánh đó đi. Xin chúng ta hãy đọc dở ra. Ê-sai đoạn 53 câu 5: danh hiệu của Chúa Giêsu là đấng bình an, nhưng để cho chúng ta kinh nghiệm sự bình an của Ngài, có những bước mà chúng ta phải đến với Chúa và chúng ta mới kinh nghiệm sự bình an đó. Vì kẻ có tội chưa được tha thứ không hưởng được sự bình an. Nhưng khi chúng ta đến với Ngài, nhận biết tội của mình thì Ngài tha thứ và chúng ta kinh nghiệm sự bình an. Xin chúng ta cùng đọc trong Ê-sai đoạn 53 câu 5. Chúng ta đọc luôn câu 4, câu 5 và câu 6 thì chúng ta sẽ thấy rõ. Chúng ta cùng đọc nhé. Chúng ta bắt đầu. Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho ốm khổ. Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an. Bởi là con Người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta hãy đều như chiên đi lạc, ai đeo đường ấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất lên Người. Người này là ai? Chúa Giêsu. Và Kinh Thánh nói rất rõ: thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Nếu ngày hôm nay chúng ta được vui mừng thì nhờ ai đã gánh sự đau buồn cho chúng ta? Chúa Giêsu đã gánh sự buồn bực cho chúng ta. Có một giá phải trả cho mọi điều mà chúng ta hưởng ngày hôm nay. Ngài đã chịu sửa phạt để chúng ta mới được bình an. Ngài đã bị đánh đòn để chúng ta mới được chữa lành. Nên đang khi chúng ta đến với Chúa và cảm tạ ngợi khen Chúa thì chúng ta ngợi khen Ngài vì Ngài đã chịu sự sửa phạt để con được bình an. Ngài đã chịu sự thương tích để cho con được lành bệnh. Và trong mỗi một vấn đề chúng ta đều có thể, chúng ta đều có thể kinh nghiệm cái sự chúng ta nhận lãnh được là có một giá mà Chúa Giêsu đã phải trả. Vì vậy chúng ta đến với khen Ngài với cả lòng thông hiểu, hiểu biết, chứ không phải chỉ trong cảm xúc chúng ta. Không phải ngợi khen mà không hiểu biết, phải không ạ? Chúa đạt lòng chúng ta khi chúng ta ngợi khen Ngài một cách thông hiểu. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài đã tha thứ tội cho con,
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã bị sửa phạt để con được bình an. Cảm tạ Chúa bởi làm tròn Ngài con được lành bệnh. Ai ở đây đã được bình an rồi? Cảm ơn Chúa. Ai ở đây đã được chữa lành rồi? Cảm ơn Chúa. Ai ở đây đã được sự vui mừng rồi? Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta được vui mừng là chúng ta biết có đấng đã gánh sự buồn phiền cho chúng ta. Khi chúng ta được bình an là chúng ta biết có đấng đã gánh mọi sự đau khổ, bất an, lo lắng tại thập tự giá Chúa Giêsu trở nên thống khổ nhân, là người khổ sở nhất vì Ngài gánh tội lỗi của cả nhân loại. Và Ngài được gọi là đấng đem hòa bình đến, đấng làm cho loài người tội lỗi được hòa lại với Đức Chúa Trời và làm cho chúng ta hòa thuận lại với nhau. Đó chính là đấng đem sự hòa bình đến cho cả giữa con người tội lỗi với thiên đàng và con người với nhau. Nên ngày hôm nay nơi nào có tiếp nhận đấng bình an đến thì nơi đó có sự hòa bình. Nơi nào không tiếp nhận Ngài thì nơi đó vẫn còn chiến tranh bất hòa giữa con người với Đức Chúa Trời và giữa con người với con người. Vậy chúng ta thấy đấng bình an có cần cho thế giới này hôm nay không? Ngài cần cho cuộc đời riêng của chúng ta và Ngài cần cho cả thế giới. Thế giới sợ tội, sợ bệnh, sợ khổ, sợ khủng hoảng môi trường, sợ chết. Nhưng mà khi chúng ta biết Chúa rồi, chúng ta như con trở về cùng cha, chúng ta không còn sợ gì nữa. Và ngay cả ma quỷ là kẻ trước đây đã bức hiếp chúng ta, xiềng xích chúng ta, bây giờ chúng ta cũng nhớ danh Chúa Giêsu Christ, người phải cứu đi. Amen không ạ? Nên Chúa thay đổi cuộc đời chúng ta từ tối tăm qua sáng tăm, từ bất an qua bình an, từ buồn phiền qua vui mừng, từ khốn khổ qua phước hạnh, từ thiếu thốn qua dư dật. Lời Kinh Thánh Chúa nói sao? Ngài là đấng giàu có đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được trở nên giàu. Nên mọi điều chúng ta có ngày hôm nay, chúng ta có biết cảm ơn Chúa không? Có cần cảm ơn Chúa nhiều không? Cảm ơn Chúa nhiều. Chúa nói chúng ta là chớ quên ơn huệ của Ngài. Amen không ạ? Chúa ban ơn chúng ta nhiều lắm. Hôm nay chúng ta đang bước dần vào những ngày cuối năm, và chúng ta nghĩ lại tháng Giêng 2019, Chúa làm gì cho chúng ta? Tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, 12. Chúa có làm nhiều điều cho chúng ta một năm qua không? Có không? Sao nghe nhỏ quá vậy? Có. Có không? Có. Nhiều không? Nhiều. Nhiều. Và Chúa nói là hãy nhớ ơn huệ của Ngài, nhớ quên cái ơn huệ. Nếu chúng ta nhớ ơn của Chúa là cuộc đời chúng ta sáng dậy là chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta hát một ngày tươi mới rồi. Amen không? Còn nếu chúng ta quên ơn Ngài là thức dậy cho nó ô sao nhức cái đầu, ô sao đau cái chân, chúng ta bắt đầu lọc bằng phàn nàn, đúng không anh chị em? Và ma quỷ nó làm gì? Đúng rồi đó, mày đâu có được Chúa yêu đâu, mày thất bại lắm, nó càng thêm nó xuống thêm cho mình nữa. Chúng ta bị lọc vô vậy rồi. Nhưng mà chúng ta bắt đầu một ngày tươi mới, cảm tạ ơn Chúa, ơn Ngài lớn lao. Nó đang rình rình xung quanh, tính cho mình làm tầm, nó phải chạy hết. Ôi rồi, nó nhớ ơn Chúa là mình hết đường rồi. Amen không anh chị em? Mình phải cảm tạ Chúa luôn luôn, mọi khen Ngài luôn luôn. Tôi nhớ trước đây khi lên đây thì cái điểm nhóm chúng ta ở đây là nó cũ, nó chậm, nó đầy mắt nhện. Và ngày hôm nay thì như thế nào? Chúng ta cảm ơn Chúa không? Cảm ơn Chúa. Cũng phải có một người, một số người, một anh chị em cùng suy nghĩ, ao ước. Và cái điều ao ước Chúa làm cho thành, cho làm thành đấy. Xin lỗi cùng với các anh em cùng đóng góp vào mà Chúa ban chúng ta một người, mỗi người một công sức khác nhau đóng vào. Và mỗi ngày qua đi đều như vậy, chúng ta cầu nguyện, chúng ta ao ước và Chúa làm thành. Và chúng ta làm thêm là thêm nữa. Nhưng có điều quan trọng, khi Chúa trở lại, Chúa có đón cái nhà nguyện này đi không? Có không? Chúa đón ai? Chúa đón ông bà anh chị em, linh hồn ông bà anh chị em và tôi đi với Ngài.
cho nên dầu cứ cho căn nhà đẹp, xe đẹp, cái đường đẹp, cái gì đẹp cũng không quan trọng lắm. Chúng ta biết ơn Ngài, nhưng chúng ta phải đặt đúng thứ tự, khá cẩn thận giữ cái gì, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết. Vì tại sao? Vì cái nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Đúng rồi, chính xác. Vì mọi nguồn sự sống đều do nơi tấm lòng anh chị em. Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết. Quan trọng nhất, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Câu nào ở trong Kinh Thánh tiếp? Châm ngôn, đoạn thấy. Chúng ta nhớ không? Câu này rất quan trọng. Để anh chị em phải nhớ cẩn thận giữ tấm lòng của mình. Đang khi người ta có nhà, có xe, có vườn, có mọi thứ đẹp bên ngoài, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, còn Đức Giê-hô-va thì nhìn thấu trong lòng. Amen không? Chúa nhìn trong lòng chúng ta. Thế nếu bề ngoài chúng ta không có áo đẹp mà cái lòng chúng ta đẹp, thì Chúa có đẹp lòng không? Chúa đẹp lòng hơn. Nếu chúng ta có cái xe đẹp mà cái lòng không đẹp, Chúa có đẹp lòng không? Không. Cho nên chúng ta cẩn thận, khá cẩn thận giữ lấy tấm lòng của con hơn hết. Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà đẹp. Đó là trong cái phong ký Châm ngôn đoạn 4 câu 23. Nếu chúng ta hay quên những câu kinh thánh nào Chúa nhắc nhở chúng ta viết, chúng ta dán ngay cái gương soi mặt đó. Mỗi sáng chúng ta xuất hiện, chúng ta nhìn thấy Chúa nhắc chúng ta liền khá cẩn thận giữ tấm lòng của con lên. Vì các nguồn sự sống do nơi đó mà đến. Chúa ngự trong tấm lòng chúng ta, chúng ta giữ tấm lòng chúng ta được tinh sạch đối với Ngài. Mỗi sáng chúng ta lấy Chúa ơi, con xin dâng tấm lòng con cho Ngài, xin Chúa giữ lấy nó, để mỗi ngày con càng yêu mến Ngài, trung tín với Ngài, hầu việc Ngài. Nghe không ạ? À? Chúng ta bước đi với Chúa, bước đi với Ngài. Và dẫu cuộc đời chúng ta có khi chúng ta không có tiền, hay khi chúng ta có tiền, khi chúng ta mạnh khỏe hay lúc ốm đau, chúng ta vẫn trung tín với Chúa và bước tới kinh nghiệm sự chữa lành, kinh nghiệm sự phục hồi. Và khi chúng ta đến với đấng bình an, xưng nhận tội của mình, thì chúng ta kinh nghiệm sự bình an. Và Chúa hứa với chúng ta là sự bình an không phải Chúa cho chúng ta một chút bình an đâu. Bây giờ Thánh hãy mở ra, trở lại trong Ê-sai. Sau khi chúng ta biết rằng bởi sự sửa phạt của Ngài, chúng ta được bình an, chúng ta ăn năn với Ngài, chúng ta kinh nghiệm sự bình an, thì chúng ta hãy đọc ở trong tập 54. Chúng ta đọc chung với nhau tập câu 10 của đoạn 54. Chúa hứa với chúng ta điều gì đây? Ê-sai 54 câu 10, chúng ta cùng đọc. Dầu núi dời, dầu đôi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng rời khỏi ngươi. Lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Amen không? Amen. Sự bình an Chúa ban cho chúng ta là một cái giao ước bình an. Như ngày hôm nay chúng ta có những cái hợp đồng mua bán đất, giao ước bên A bên B, bên A trả một, bên A bán, bên B trả một số tiền, và bây giờ miếng đất này hoàn toàn thuộc về bên B. Đó là cái hợp đồng, đó là một cái ý nghĩa nhỏ thôi, nhưng mà còn khi Chúa lập một giao ước với chúng ta, giao ước nó ý nghĩa nó lớn hơn nhiều, đúng như chúng ta thấy cụ ước là giao ước cũ của Chúa đối với dân Israel, tâm ước là giao ước mới của Chúa Giê-xu đối với cả nhân loại. Đó là một cái giao ước không hề thay đổi. Thì ở đây Chúa nói chúng ta rằng dầu núi dời, dầu đôi chuyển. Núi có dễ dời không ông bà chị em? Dễ không?
Không dễ. Rồi có dễ chuyển không? Không dễ. Nhưng mà Chúa nói rằng dầu cho nó dời, dầu cho đồi nó chuyển, thì Chúa nói sao? Lòng nhân từ ta đối với người có dời chuyển không? Chẳng dời. Dầu núi có dời rồi có chuyển, lòng nhân từ yêu thương thương xót của Ngài đối với chúng ta không mềm tay. Chúa nói ta Đức Giê-hô-va ta không mềm tay. Dẫu trên thế giới này thế kỷ 21 cái gì cũng thay đổi hết, Chúa nói rằng ta không hề thay đổi. Lòng yêu thương của ta đối cùng các người không hề thay đổi. Vậy thì ai thay đổi không bạn chị? Ai thay đổi? Chính chúng ta thay đổi. Chính lòng chúng ta thiếu sự trung tín với Ngài, thiếu lòng kính mến, thiếu lòng yêu thương, thiếu lòng phục vụ Ngài. Còn Chúa Ngài không hề thay đổi. Chúa nói ta Đức Giê-hô-va ta không hề thay đổi. Ngài đã nói Ngài yêu thương ông bà chị em thì Ngài yêu thương cho đến chừng nào? Cho đến cuối cùng giao ước bình an của Ngài đối với chúng ta không hề thay đổi. Khi chúng ta biết chắc như vậy, chúng ta phục vụ, chúng ta bước theo một cái lối yêu thương không hề thay đổi, lòng chúng ta có vững vàng không? Cuộc đời chúng ta bước theo một đấng chân thật, một đấng đã nói rằng trời đất sẽ qua đi nhưng lời phán hứa của chúng ta đối cùng người không bao giờ qua. Anh em không hỏi ta nghe nhỏ quá, anh em không đúng như vậy, anh em. Và khi chúng ta tin cậy lời hứa của Chúa, chúng ta bước đi, chúng ta thấy Chúa thành đi. Ông bà anh chị em tin Chúa được bao nhiêu lâu rồi? 30 năm chưa? 25 năm chưa? À, có người giơ tay 25 năm rồi. Cảm ơn. Chúng ta thấy trong suốt 25 năm đó Chúa có thay đổi với chúng ta không? Không. Ngài thành tín với chúng ta suốt hôm nay, trải qua một thời gian dài như vậy. Và bây giờ chúng ta có quyết định càng cung tín với Ngài không? Chúng ta đi với Chúa càng thêm thì Chúa hứa là sự bình an của ta ban cho sẽ đi sâu như một dòng sông, càng thêm. Chúng ta càng biết lẽ thật của Chúa, chúng ta càng được vững vàng. Tôi thường hay nói các anh chị em là Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng không những Chúa dựng nên vũ trụ bằng lời phán của miệng Ngài, Chúa dựng nên mặt trời bằng cách nào, mặt trăng bằng cách nào, Chúa chỉ phán hãy có các vì sao, hãy có lời quyền năng của Chúa phán ra hãy có thì vật đẹp được hiện lên. Và trong Hebrew thì nói rằng Ngài lấy lời quyền năng đó mà nâng đỡ muôn vật. Chúng ta nhìn trong vũ trụ, chúng ta thấy mặt trời, mặt trăng, cái đất chúng ta nó tròn quay rồi nó quay, có cái dây gì để cột nó lên không? Có cái trụ nào để chống nó lên không? Không, mà nó cứ quay, quay. Bao nhiêu vì sao, bao nhiêu giải ngân hà ở trong cả cái vũ trụ minh mông này, tiếp tục như vậy, không có cái dây nào cột, không cái trụ nào chống lên. Còn trong thế giới chúng ta thì có cái gì lơ lửng không? Có một cái gì lơ lửng gì hết. Nhưng mà phải cột, phải đóng đinh, phải móc, phải treo. Nhưng mà thế giới Chúa dựng nên thì đó, ông bà anh chị em buổi tối nhìn lên mặt trời, nhìn lên bầu trời, bao nhiêu ngôi sao đến được không? Nếu khi nào mà lòng mình nó muốn kiêu ngạo đó, mình thấy mình ngon lành đó, thì tôi nghĩ ông bà chị em ra buổi tối này sao nhìn lên thấy cả cái bầu trời như vậy, mình thấy mình nhỏ hay lớn? Xíu. Mình nhỏ như vậy chứ thổi cái là mình làm cả cả liền. Nhưng mà có khi lòng kiêu ngạo của mình nó lên đến tận trời luôn. Nhưng mà khi mình nhìn cả bầu trời to như vậy thì mình mới biết mình rất là nhỏ bé giữa một đấng vĩ đại, đấng vô cùng lớn lao, vô cùng vô lực. Nhưng mà Chúa đã hạ mình xuống rất thấp để e mình lên. Tôi cảm ơn Chúa trong cách đây 2 tuần
tôi được đến xứ Israel, đến nơi Nazareth, đến nơi Bethlehem, và cái làng quê là nơi Chúa Giêsu đã đến, cái thánh nghi lạ. Chúng ta thấy nơi đó là một nơi để lại cái thánh tích, là một cái khu vực, một cái làng quê rất là nhỏ, rất nghèo. Và lúc bây giờ người ta thấy có cái điều gì tốt ra từ Nazareth không? Một cái nơi rất là tâm cơ, nhỏ bé, nhưng mà Chúa Giêsu đã chọn để đến nơi đó. Chúa không đến thành La Mã, Chúa không đến nơi dinh vua, Chúa không đến những nơi cao trọng, mà Chúa đến những nơi rất là thấp nhẹ. Và khi Chúa sanh ra thì thiên sứ có báo tin cho Herod, báo tin cho các vua, báo tin cho ai? Báo tin cho những kẻ chăn chiên. Và những người chăn chiên là những người khổ nhất trong xã hội bây giờ. Chúng tôi tới nhìn thấy những người chăn chiên, họ phải chăn những con chiên, mà phải giữ con chiên không từ biết để mà dâng làm của lễ. Nhưng còn người chăn chiên thì xước tay xước chân, bị ban ngày thì nóng, buổi tối thì lạnh, mà phải giữ cho chiên cho nó không có giải thích. Những người bị khinh bỉ nhất thì Chúa Giêsu đến và thiên sứ đến báo cho họ. Sáng danh Chúa trên các tầng trời tất cả, bình an dưới đất ân tập cho mọi người. Một con trẻ đã được sanh ra, các ngươi sẽ đến và tìm thấy một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong ăn và tấn em an lên. Chúa không báo những người giàu có, những đại gia, mà Chúa đến Chúa báo những người hèn hạ, nghèo khổ. Và tin lành của Chúa là tin lành cho những người nghèo, tin lành cho những người hèn hạ nhất. Vậy chúng ta có phần không? Có. Chúng ta là người không có phải có danh vị gì, UNESCO, United, từ gì không có ai nhắc đến chúng ta hết, nhưng mà Chúa nhắc đến chúng ta. Anh em không ông bà chị em? Tin lành của Ngài dành cho những người nghèo khổ, những người khó khăn. Nhưng mà khi Chúa đến thì cuộc đời chúng ta có còn y như cũ không? Nơi nào hèn hạ nhất khi Chúa Giêsu đến, nơi đó được thay đổi. Bây giờ từ một cái làng Bethlehem, Nazareth không ai biết, bây giờ cả thế giới đều biết, đều muốn đến nơi đó. Tại vì Chúa Giêsu đã đến. Cuộc đời ông bà chị em và con có ý nghĩa là khi chúng ta có Chúa Giêsu. Nếu không có Ngài chúng ta vô nghĩa, chúng ta không có giá trị. Chúa nói ngoài ta các ngươi làm gì? Chẳng làm gì. Nhưng mà trong Ngài, khi chúng ta có Ngài thì chúng ta được Đức Chúa Trời tiếp dẫn. Có Ngài thì chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời, con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Có Ngài thì ma quỷ nó chạy lén đi, nó sợ chúng ta, có phải vì chúng ta không? Không, nó sợ chúng ta vì Ngài đang ở trong chúng ta. Đấng ở trong anh chị em là vĩ đại, mạnh mẽ, lớn lao hơn mọi kẻ trong thế gian. Amen không ạ? Khi chúng ta đi cầu nguyện giải cứu đuổi quỷ, có phải chúng ta lên chúng ta nói tôi đây, tôi là tốt nghiệp đại học đây, nó có sợ chúng ta không? Không. Nhưng mà nó biết chúng ta, đứa này là con của Đức Chúa Trời, đứa này đã được sanh lại, đã có Đức Thánh Linh, mình phải chạy đi trước tôi để ôm đầu. Amen không ạ? Nó sợ vì Đấng Christ ở trong chúng ta, chứ nó đâu có sợ chúng ta có bằng bằng thạc sĩ, tiến sĩ gì đâu, thở mặt. Nên chúng ta phải hiểu rằng giá trị của ông bà anh chị em là do chúng ta là con. Chúng ta đã có sự sống của Ngài. Bây giờ ai trong chúng ta biết có Chúa trong lòng mình? Phải biết chắc. Nếu chúng ta lờ mờ là ma quỷ nó kêu mày có chắc không? Cái lúc đó chúng ta hơi mơ màng là Chúa rồi. Bây giờ biết chắc Chúa ở trong lòng, Kinh Thánh nói làm sao biết chắc? Ai có thể trả lời được? Đức tin. Có đức tin, rồi gì nữa? Chúng ta hãy dở ra trong trả lời bằng Kinh Thánh đi. Ở trong Giăng, Giăng nhất
Xin chúng ta cùng đọc chung ở trong danh nhất đoạn 5. Chúng ta đọc chung với câu 10 cho đến câu 13. Chúng ta bắt đầu danh nhất đoạn 5 câu 10 đến câu 13. Chúng ta bắt đầu: Ai tin đến con Đức Chúa Trời thì có chứng ấy trong mình, còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng của Đức Chúa Trời đã làm về con Ngài. Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã mang sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã biết được điều này cho các con, cầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh con Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta đã tin đến danh con của Đức Chúa Trời chưa? Tin chưa? À, danh con đó là danh gì? Jesus Christ. Và bây giờ chúng nói rằng ai có con Đức Chúa Trời thì có gì? Có sự sống đời đời. Mà ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống đời đời. Câu này có khó hiểu không? Khó hiểu không? Dễ hiểu hay khó hiểu? À, một bên là có, một bên là không có. Thì ta nói rằng ai có con Đức Chúa Trời thì có sự sống đời đời, ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống đời đời. Rõ ràng chưa ông bà chị em? Vậy bây giờ bao nhiêu người ở đây có con Đức Chúa Trời trong lòng mình? Mình phải biết chắc chắn mình có con Đức Chúa Trời là mình có sự sống đời đời. Đó là lời Kinh Thánh Chúa nói, ai có con Đức Chúa Trời là có sự sống đời đời. Mà ai không có con Đức Chúa Trời không có sự sống. Kinh Thánh ở đây không có nêu là ai có nhiều văn bằng, ai có nhiều nhà cửa, ai có nhiều xe cộ thì có sự sống đời đời, không có. Phải mà, nhưng mà ai có con Đức Chúa Trời thì có sự sống đời đời, còn ai không có là không có luôn. Chứ mình không có nói cờ tôi không có con Đức Chúa Trời nhưng mà tôi có nhà, có xe, có đất, có văn bằng, không được luôn, được đâu. Không, Kinh Thánh không có nói là như là diễn là có thêm là nếu mà có thêm mấy cái này thì có không ạ. Là chú nói rất rõ, ai có con Đức Chúa Trời thì có sự sống đời đời. Vậy thì bao nhiêu người ở đây biết chắc mình có con Đức Chúa Trời? Cảm ơn Chúa, mình phải biết chắc. Và bây giờ các bạn trẻ nào chưa biết chắc thì ngày hôm nay chúng ta có thể mời Chúa được vào lòng để cho chúng ta biết chắc rằng con mời Ngài được vào lòng con, và Ngài là chủ của cuộc đời con thuộc về Ngài, Ngài thuộc về con. Chúng ta phải biết chắc như vậy để không để cho ma quỷ nó lừa dối chúng ta. Vì trong ngày sau rốt rất nhiều tiên tri giả, triết giả, nhiều điều giả mạo lắm. Và chúng ta phải biết chắc rằng đấng yêu chúng ta đã lấy huyết Ngài rửa sạch mọi tội. Tội lỗi chúng ta không thể rửa bằng bất cứ một điều nào khác ngoại trừ huyết máu của Chúa Giêsu. Không có huyết Ngài, chúng ta bị thất bại, chúng ta không có phước hạnh, chúng ta bị khốn khổ. Đến ngày hôm nay chúng ta phải biết chắc để chúng ta có đấng bình an trong lòng chúng ta không. Vì khi Chúa đến và tha thứ tội lỗi chúng ta, chúng ta được bình an. Đem chúng ta vào một giao ước bình an. Anh đây không ạ? Giao ước bình an là mỗi ngày chúng nói là dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng mà giao ước bình an của ta đối với các con không hề chuyện này. Bây giờ ông bà chị em đi ra siêu thị, ông bà chị em vô cái cô đó, cô hướng dẫn, cô nói ở đây là bán đủ mọi thứ hết. Bây giờ chúng ta bước vào, chúng ta nói cô ơi, ở đây có bán bình an. Thì họ sẽ nói sao? Cô ăn này kỳ quá, tôi bán đủ thứ mà đâu có bán bình an được.
Điều mà tôi cần là sự bình an mà. Nếu chúng ta vô chúng ta phải ở đây có bánh vui mừng không? Ở đây có bánh hy vọng không? Ở đây có bánh lòng yêu thương không? Tất cả những gì mà nhân loại cần không thể bán trong đại siêu thị. Nhưng mà những gì chúng ta cần thì có nơi Chúa Jesus Christ mà thôi. Amen không ạ? Vì vậy khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta được bình an, chúng ta được vui mừng, chúng ta được yêu thương, chúng ta được hy vọng, chúng ta có một cuộc đời rất là ý nghĩa. Và chúng ta trở nên con người giàu có vì Chúa Jesus Christ là gia tài. Và Ngài ban chúng ta những cái phước bên ngoài nữa. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ quên gia tài chính của chúng ta chính là Chúa Jesus Christ trong cuộc đời. Amen không mọi người? Chúng ta phải to một chút nữa chứ. Amen không? Amen. Và khi nhân loại, khi bà con chúng ta bị khốn khổ, chúng ta giới thiệu với họ rằng hãy đến với Chúa Jesus đi. Ngài có quyền thay đổi cuộc đời của bà chị em. Hãy đến với Chúa Jesus đi. Điều tôi có, tôi cũng chia sẻ lại ông bà là hãy đến với Chúa Jesus. Chúng ta đã có tin tức tốt lành của Chúa Jesus Christ. Chúng ta chia sẻ với họ. Chúng ta đi ngoài đường, chúng ta nhìn thấy con người rất là buồn bã, rất là âu đau, rất là tuyệt vọng. Và chúng ta đang có hy vọng mà chúng ta lại không chia sẻ cho họ, phải không? Nên càng đến mùa Giáng sinh, chúng ta có sự vui mừng, chúng ta phải chia sẻ niềm vui cho họ. Chúng ta đang có hy vọng, chúng ta phải chia sẻ họ đang tuyệt vọng. Chúng ta đang có sự bình an, chúng ta phải chia sẻ cho họ đang bất an, phải không ạ? Cho nên cái gì chúng ta có, chúng ta sẽ chia sẻ ra cho họ. Nếu không chúng ta giữ lấy cho mình, rồi bên ngoài chúng ta đi vô sửa, chúng đi vô chỗ làm, bất cứ nơi nào, người ta không biết chúng ta là cơ đốc nhân. Và rồi đi tới chỗ nào chúng ta cũng thấy họ lo lắng, chúng ta cũng lo lắng. Họ bất an, chúng ta cũng bất an. Chỉ có khác là chủ nhật đi nhà thờ thôi là vui rồi. Phải không ạ? À, chúng ta phải đem cái sự bình an đến trong cái xưởng, đem sự vui mừng đến trong xưởng. Mà người ta ngạc nhiên nói sao anh vui, sao anh mừng, sao anh bình an vậy? Tại tôi có Chúa Giê-xu. Amen không ạ? Có Chúa Giê-xu là cuộc đời chúng ta thỏa lòng. Chúa Giêsu là gia tài chúng ta, hơn tặng là hơn mọi điều trên trần gian. Và Chúa Giêsu đến để ban cho chúng ta chính ngài là Ngài ban đem cả thiên đàng đến qua chính con. Chúng ta cảm ơn Chúa vì nhân mùa Giáng sinh chúng ta cùng mừng Chúa đến trong thế giới này. Và chúng ta phải hiểu rõ Ngài đến, Ngài ban sự sống cho nhân loại. Ngài chậm chúng ta lại để chúng ta có thể quay về thiên đàng thay về phải đi thẳng vào địa ngục, bị dưới quyền của ma quỷ. Và chúng ta được tự do mang lấy danh Phật con cái của Chúa Trời như vậy. Và còn giao chúng ta việc để rao giảng tin mừng, rao giảng phúc âm cho nhiều người nữa để họ cũng được trồng gieo cứu rỗi. Thì chúng ta mỗi ngày chúng ta cảm thấy Chúa Ngài đã cứu con. Ngài cất đi bình, sự bất an, cất đi sự buồn bã tuyệt vọng. Và ban chúng con sự hy vọng, ban chúng con sự vui mừng. Nên xin Chúa cho con mạnh dạn trao giảng tiền Chúa cho nhiều người khác. Tìm Chúa Giêsu đến để tìm và cứu kẻ bị lạc. Chúa đến để làm chúng ta hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Chúa đến để làm chúng ta hòa thuận lại với Chúa. Amen không phải. Ngài là Chúa bình an, hoàng tử của sự hòa bình. Ngài đấng đã đến để bởi sự sửa phạt là chịu chúng ta bình an, ban chúng ta giao ước bình an. Và trong mỗi thương tín của Phaolô thì ông đều nói như thế nào: quyền xin sự bình an của Đức Chúa Trời, ân điển của Đức Chúa Trời, của Chúa Giêsu Christ ở cùng ta. Điều đó có quan trọng không? Rất quan trọng. Nên mỗi bức thư của Phaolô đều cái là nguyện xin sự bình an của ân điển của Chúa Giêsu Christ ở cùng anh chị. Đầu thơ cuối thơ Phaolô đều nhắc lại. Nên
giữa một thế giới đang lo âu, bệnh tật, mọi điều sợ hãi, thì Cơ Đốc nhân chúng ta bước đi trong sự bình an, trong sự vui mừng, trong ân sủng của Chúa, và chúng ta mỗi ngày đều dư dật trong sự cảm ơn. Anh em không ạ? Chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện, và chúng ta cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến, đã tìm và cứu chúng ta. Xin mời mọi người đứng lên. Chúng ta cảm tạ Chúa, mời khen Chúa là một lời. Chúa vì Ngài đã đến để tìm và cứu chúng ta. Bây giờ mỗi chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện, và sau đó giữa phòng chúng ta ai muốn đến với Chúa để mời Chúa bình an gửi vào lòng, biết cách mình đã có hết Chúa rồi, chúng ta hãy mạnh dạn bước về. Bây giờ xin mời chúng ta cùng đến với Chúa và cảm tạ Ngài vì Chúa đã đến để tìm